Kìa, đừng ngồi, đừng ngồi. Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc xe 130G của không quân Ấn Độ đến sân bay Nội Bài. Ui, đẹp luôn. Đây là lần đầu tiên mình gặp một chiếc máy bay vận tải của không quân Ấn Độ. Điều đặc biệt là C-130 của không quân Ấn sẽ có ngoại hình và cấu hình thiết bị hơi khác các chiếc C-130 vận tải khác. Có thể thấy trên đỉnh buồng lái của chiếc C-130 này có một cần thò ra khá dài và phía dưới mũi của nó là một cụm camera. Hơi tiếc là chiếc này đến Nội Bài trong một ngày thời tiết khá tệ, tầm nhìn rất kém. Và đây là cận cảnh chiếc C-130G của không quân Ấn Độ. Cần dài ở phía trên đỉnh buồng lái chính là cần tiếp nhiên liệu của máy bay. Và phía dưới mũi là cụm camera FLIR. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp một chiếc C-130G có bộ phận tiếp nhiên liệu theo dạng đầu đực. Còn các chiếc C-130G vận tải khác sẽ có bộ phận tiếp nhiên liệu theo dạng đầu cái để kết nối với cần tiếp nhiên liệu dạng thanh cứng với các máy bay tiếp dầu KC của Mỹ. Tuy nhiên, không quân Ấn Độ thì hiện tại đang vận hành các máy bay tiếp dầu loại IL-78 của Nga, có vòi tiếp nhiên liệu dạng ống mềm. Do vậy, họ đã yêu cầu một phiên bản C-130G với vòi tiếp nhiên liệu dạng thanh cứng để có thể kết nối với các máy bay tiếp dầu IL-78 hiện có. Thật ra thì không quân Mỹ cũng đang vận hành một phiên bản C-130G với bộ phận tiếp nhiên liệu dạng đầu đực thanh cứng. Đó là phiên bản C-130G SOF. Đây có thể coi là biến thể rút gọn của tàu gunship AC-130 và được Mỹ sử dụng cho các lực lượng đặc biệt. Là phiên bản C-130G nên chiếc C-130 của không quân Ấn cũng sử dụng bộ cánh quạt gồm có 6 lá. Bộ phận tiếp nhận nhiên liệu trên không của chiếc C-130G không quân Ấn Độ rất giống với bộ phận tiếp nhiên liệu của một chiếc máy bay vận tải quân sự vừa đến Nội Bài cách đây vài ngày. Đó là một chiếc Airbus A400M của không quân Hoàng gia Anh. Các bạn hãy để ý thanh tiếp nhiên liệu trên đỉnh buồng lái của chiếc A400M. Theo mình thì cách thức tiếp nhận nhiên liệu trên không này sẽ dễ kết nối với máy bay tiếp dầu hơn. Tuy nhiên, tốc độ truyền tải nhiên liệu thì không thể bằng cách truyền qua thanh cứng của các máy bay tiếp dầu KC. Tuy cũng sử dụng 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt, nhưng chiếc A400M này có kích thước và tải trọng hàng hóa gấp đôi loại C-130G. Có thể thấy máy bay vận tải quân sự chuyên dụng C-130G có kích thước bé hơn khá nhiều một chiếc vận tải cơ dân sự như loại Boeing 777F. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.